Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 73 Các vị đồng tu Xin chào mọi người Buổi giảng sáng hôm nay của chúng ta Đã dời từ lầu ba lên Đến lầu 8 Do nơi này Thiết bị đầy đủ hơn lầu 3 Hiệu quả Đương nhiên sẽ tốt hơn Đối với vấn đề Của hai bên Chúng tôi gần đây Đã cải thiện rồi nghe nói lầu 8 lại lắp thêm một đường dây điện thoại vậy hai bên của chúng ta có thể khôi phục rồi Các vị đồng tu ở Mỹ rất hy vọng là có thể khôi phục lại liên lạc giữa hai bên Chúng ta cũng tận lực xử lý sớm về vấn đề này ghi chú trong cảm ứng thiên hội biên nội dung vô cùng phong phú chúng ta bởi vì vấn đề thời gian nên không thể chia sẻ với mọi người từng chỗ đặc sắc ở trong ghi chú được nhưng mà quyển sách này lưu thông rất rộng rãi hy vọng mọi người có thể tự mình nghiêm túc nỗ lực học tập Đặc biệt là phải thường xuyên Làm theo Lời dạy bảo Của cổ thánh tiên hiền Nghiêm túc phản tỉnh Sự hết đổi làm mới chính mình chúng ta mới có thể giúp đỡ chính mình thoát ly khổ nạn không những là khổ nạn hiện tiền người thông thường thường xem trọng việc trước mắt làm sao biết được khổ nạn gì sao còn nghiêm trọng hơn việc trước mắt gấp biết bao nhiêu lần điều này đáng để chúng ta cảnh giác đoạn sau kết luận là sùng tính thánh hiền giả vị hữu bất hoạch thánh hiền chi báo giả câu này kết rất hay cũng là khích lệ chúng ta chúng ta phải sùng kính lời dạy bảo của thánh hiền cái gì là sùng kính cái gì là tín ngưỡng đều ở y giáo phụng hành chúng ta mới có thể có được quả báo chân thật mà thánh hiền đã nói Câu trong đoạn thứ 60 Xâm lăng đạo đức Mở đầu chú giải Đã nói với chúng ta Người đạo đức trên thế gian Ai mới là người đạo đức Như người nho sĩ Đọc sách hiểu đạo lý Nhà nho tăng đạo khắc khổ tu hành đây là người có đạo đức hay nói cách khác đạo là hiểu đạo lý đức là có thể thực hành những đạo lý đã hiểu vào trong cuộc sống gọi là đức hạnh phía dưới có nói ngôn từ là pháp tắc hành vi là tấm gương chính là câu mà chúng ta nói học vi nhân sư hành vi thế phạm người như vậy là người có đạo đức khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của họ là vì xã hội vì chúng sanh không phải vì bản thân cho nên nói siêu đẳng xuất luân họ đã siêu diệt Người thông thường Siêu diệt ở điểm nào Người thông thường khởi tâm động niệm Không cái nào không vì chính mình Tâm lượng nhỏ hẹp Người có đạo đức Tâm lượng rộng lớn Trong Phật Pháp Nói là Phát Bồ Đề Tâm Hành Bồ Tát Đạo cho dù là hiện tại chúng ta có thân phận gì làm ngành nghề nào đều phải hiểu được cái đạo lý này đều nên tu học cho nên tâm phải lớn ngạn ngữ thường nói lượng lớn phước lớn người người đều mong cầu đại phước báo đại phước báo từ đó mà có không biết lời dạy bảo của người trước dạy quá nhiều rồi mà chúng ta lại lơ là bỏ qua cũng thường nghe thấy thậm chí là chính mình cũng thường nói nói rồi nghe rồi cũng không để ý không để ý là không thực sự đặt ở trong tâm không thực sự đặt ở trên hành vi cho nên quả báo thù thắng chính mình không đạt được hôm qua tôi gặp phải hai sự việc việc thứ nhất là lý hội trưởng nói với tôi ở đường thành đang tiến hành đây là một chuyện tốt đến thảo luận với chúng tôi hai bên gặp mặt thảo luận mấy vị tiên sinh này chúng tôi đã gặp mặt tối qua chúng tôi đã bày tỏ thái độ của mình một cách rõ ràng minh bạch chúng tôi không vì chính mình mà là vì xã hội vì đất nước này vì cả thế giới là một tấm gương tốt chung sống hòa bình tôn trọng lẫn nhau kính yêu lẫn nhau hợp tác lẫn nhau cho nên đường thành chúng tôi có thể tranh thủ được chúng tôi sẽ rất vất vả thế nhưng vất vả này rất xứng đáng không phải vì chính mình mà là vì xã hội an định thế giới hòa bình dân tộc khác nhau tôn giáo khác nhau có thể tôn trọng lẫn nhau chung sống hòa bình Chúng tôi là gì cái này Nếu như không tranh thủ được Vậy thì cảm ơn trời đất rồi Vì sao vậy? Chính chúng tôi vui vẻ rồi Không có nhiều chuyện phiền não như vậy Cho nên đối phương nhất định phải hiểu được thái độ của chúng tôi Chúng tôi không phải là nhất định phải làm Trong đó Đối với chúng tôi không có chút lợi ích gì Mà là lợi ích của xã hội đại chúng là lợi ích của hết thầy chúng sanh cho nên yêu cầu đối với chúng tôi không thể quá đáng quá đáng thì chúng tôi sẽ không đồng ý chúng tôi không vì bản thân mà là vì chúng sanh nếu như chẳng may không có được tôi có nói với mộc nguyên và mọi người Công đức của chúng ta đã viên mãn rồi Vì sao vậy? Tâm chúng ta phát ra là chân tâm Chân tâm phục vụ cho chúng sanh Cho xã hội Không có cơ hội Mặc dù không có cơ hội Công đức của chúng tôi vẫn viên mãn Không làm được Cũng là viên mãn rồi Nếu như có thể lấy được Phải làm được mới viên mãn Thế nên nếu không lấy được Chúng tôi vừa phát tâm Không làm cũng đã viên mãn rồi Tôi nói thái độ của chúng tôi rất rõ ràng, rất minh bạch Để đối phương nghĩ xem làm cách nào để xử lý Chuyện thứ hai là Cư sĩ Thôi Ngọc Tinh ở Đông Bắc gọi điện thoại cho tôi Bên chỗ bà ấy có xây một nhà máy sản xuất xe hơi Nhân viên có hơn 4.000 người Hiện tại gặp phải một chút khó khăn Bà rất chán nản không muốn làm nữa. Nhưng mà phía chính phủ, một số cán bộ cấp tỉnh yêu cầu bà, hy vọng bà có thể làm tiếp. Bà nói không làm, nhìn thấy cuộc sống của hơn 4.000 người không được ổn định. Bà cũng còn chút tâm từ bi nếu như làm tiếp thì bà gặp khó khăn rất nhiều trong tình huống khó khăn này bà đã điện thoại cho tôi tôi nói con phải phát đại tâm tuyệt đối không vì chính mình nữa con phải phát cái tâm này bà ấy nói con phát tâm không đủ tôi nói đúng vậy con cuối cùng cũng giác ngộ rồi con phát tâm không đủ con chỉ mọi người nhưng mà trong đó cũng còn chính mình phần chính mình con vẫn chưa gạt bỏ ra nhất định phải trừ bỏ suy nghĩ vì lợi ích chính mình Hết thảy gì chúng sanh Công việc của con sẽ vô cùng vui vẻ Làm việc cũng viên mãn Cũng thành công Chúng sanh có phước Xã hội có phước Đất nước có phước Làm không thành công Vậy thì chúng sanh không có phước báo rồi Công đức của chính con đã viên mãn rồi trên kinh lăng nghiêm nói rất hay con người phải phát chân tâm chân tâm vừa phát thì công đức viên mãn rồi sau đó việc có thể làm được hay không đó là do duyên phận duyên phận dùng lời ngày nay mà nói chính là rất nhiều điều kiện rất nhiều điều kiện đều đầy đủ rồi thì nguyện vọng của các vị thành hiện thực điều kiện không đầy đủ thì nguyện vọng của các vị không thể hiện thực nguyện vọng mặc dù không thành hiện thực nhưng nguyện vọng của các vị là thật không phải là giả cho nên vẫn là công đức viên mãn còn như chướng ngại duyên phận của các vị Phá hoại duyên phận của các vị Nhân quả họ phải nhận Chúng ta không nhận Họ phải nhận Chính là đoạn kinh văn Nói tới phía trước Mà chúng ta vừa đọc qua ung tắc phương thuật ý này mở rộng ra chính là ngăn trở hết thảy những việc lợi ích xã hội lợi ích chúng sanh vì thì phải xem việc thiện đó của họ có tầm ảnh hưởng lớn bao nhiêu thời gian bao lâu phải từ chỗ này mà kết tội Tâm ảnh hưởng càng lớn Thời gian ảnh hưởng càng dài Tội chứa ngại này càng nặng Kết tội lớn nhỏ khác nhau Là từ chỗ này mà nói Chúng ta sống trong thế gian thánh hiền thế xuất thế gian không chỉ ở trung quốc các tôn giáo khác của nước ngoài đại thánh đại hiền hầu như đều nói giống nhau mà tuyên bố với chúng ta phải thành tựu việc tốt đẹp của người khác không thành tựu việc xấu của người những việc mà người ta làm bất lợi đối với xã hội chúng sanh Chúng ta không nên giúp họ Nếu như có lợi ích đối với xã hội chúng sanh Chúng ta phải tận tâm tận lực mà giúp họ Tùy hỷ công đức Công đức này cùng với việc họ làm Công đức tùy hỷ với công đức làm Không có gì khác nhau Vì sao vậy? Tâm của mọi người tương đồng Họ có thể tự mình đi làm Là do duyên phận đầy đủ Chúng ta không thể làm Vì duyên phận chúng ta không đủ Tâm lượng của chúng ta giống nhau Bình đẳng Cho nên phước báo có được Cũng là giống nhau Nếu như nhìn thấy Việc tốt của người khác Việc thù thắng của người khác Đi như đố kỵ chướng ngại Nói lời hủy bán Dùng các thủ đoạn không chính đáng để phá hoại Tôi này nặng rồi Đồng tu học Phật cũng biết được Trong tội ngũ nghịch Có tội phá hòa hợp tăng Ý nghĩa này rất rộng Nhưng mà rất ít người hiểu được cho rằng phá hòa hợp tăng là phá hòa tăng đoàn. Đây chỉ là một ý rất hẹp của câu nói này. Ý nghĩa ban đầu của hòa hợp tăng là gì? Tăng là danh từ đại biểu cho đoàn thể. mà đoàn thể này là hòa hợp nên mới gọi là tăng đoàn không nhất định là chỉ đoàn thể của người xuất gia bất kỳ đoàn thể nào trên thế gian chỉ cần lãnh đạo và các thành phần bị lãnh đạo một mực hòa hợp đoàn thể này gọi là tăng đoàn không nhất định là chỉ người xuất gia, người xuất gia ở cùng nhau không hòa hợp gì thì không gọi là tăng đoàn. Phật nói ý này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên nói hòa hợp tăng, hòa hợp. Nhà Phật nói Sáu điều kiện Lục hòa kính Chúng ta cũng nhìn thấy Ở trong các tôn giáo khác Tàu Thiên Chúa chúng ta nhìn thấy Đạo Hồi chúng ta cũng nhìn thấy Họ đích thực là đầy đủ Lục hòa kính đoàn thể này có cống hiến đối với xã hội đối với chúng sanh họ làm rất nhiều sự nghiệp phúc lợi nếu như chúng ta ác ý phê bình ác ý hủy bán tội nghiệp này đọa địa ngục đây là một tầng ý nghĩa người biết được cũng ít trong nho giáo đạo giáo những người thực sự tu hành đều hòa hợp tăng đoạn chúng ta nhìn xem các tôn giáo khác chỉ cần chân thật tin tưởng tôn giáo hiểu được giáo nghĩa y giáo phụng hành lợi mình lợi người không đâu không là tăng đoàn trong tăng đoàn tăng đoàn nhà Phật có chủ thù Thắng hơn những tôn giáo khác đó là trong Phật giáo không có tự tư tự lợi lời dạy bảo của Phật vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô Thọ giả tướng đây là siêu Việt lên trên hết thảy tăng đoàn Nhưng mà chúng ta nghĩ xem Chúng ta học Phật Gia nhập tăng đoàn Phật giáo Chúng ta vẫn còn ngã tướng nhân tướng Chúng sanh tướng, thọ giả tướng Chúng ta nhất định Không có gì hơn Các tôn giáo khác Chúng ta phải dựa vào lương tâm Để mà nói chuyện Không thể tự khen mình Mà hủy bán người Điểm tốt của người chính là điểm tốt ưu điểm là ưu điểm chúng ta nhìn thấy phải xưng tán phải tán dương chúng ta cái nào không bằng người phải thừa nhận phải sám hối phật pháp là cao minh là thù thắng vẫn chưa làm được đối với những người có đạo đức nếu như xâm phạm thì tội này càng nặng rồi các vị không những không tôn trọng họ mà còn khinh thường vô tình hữu ý nhục mạ họ bắt nạt họ trước ngại họ thật tình mà nói những kết tội này trong nhà phật không phải kết tội các vị chướng ngại một người các vị bắt nạt một người nhục mạ một người tội này nhỏ có nghĩa là nếu như học vấn đạo đức đức hạnh của họ đối với xã hội có ảnh hưởng rất lớn Các vị Phá hoại nhục mà họ Là phá hoại tính tâm của xã hội đại chúng Phật trên kinh điển nói Những thiện tri thức này là đôi mắt của chúng sanh Là ngọn đèn trong bóng tối họ giáo hóa chúng sanh những người này là thiện nhân của xã hội là tấm gương tốt của xã hội đại chúng các vị hủy bán họ không phải là đối với họ mà là nhục mạ hết thảy chúng sanh trong xã hội Hủy hoại tấm gương thiện lương của hết thảy chúng sanh Khiến cho xã hội đại chúng đánh mất đi tiêu chuẩn thiện ác Tội này rất lớn Bởi vì kết tội như vậy Họ mới đọa A Tỳ địa ngục Ngược lại các vị xưng tán, bảo hộ, giúp đỡ Những người có đạo đức Công đức vô lượng vô biên Kiết hung họa phước Chỉ trong một niệm Cho nên người giác ngộ Nhất định toàn tâm toàn lực Tán tháng hỗ trợ lực lượng của chúng ta không đủ duyên phận không đủ cái tâm hướng về của chúng ta là viên mãn rồi tâm tán thán là viên mãn vẫn có được công đức viên mãn tại vì sao lại không vui vẻ mà làm chứ tại vì sao phải đi tạo tội nghiệp các vị đồng học đoạn cảm ứng thiên ở phía trên là nói ác nghiệp bất thiện mà người đọc sách và bá tánh bình dân thường phạm phải từ tri quá bất cải Cho đến xâm lăng đạo đức Chúng ta cùng nhau Nghiên cứu Thảo luận qua ở chỗ này chúng ta dùng một ít thời gian để tổng kết lại đoạn tiếp theo là sát sanh chi ác đoạn này là dẫn tới việc khác con người nhất định phải giác ngộ con người sống trên thế gian này Thời gian vô cùng ngắn Cho dù là sống đến 100 tuổi Thì cũng chẳng qua là ba dạng 6 ngàn ngày mà thôi Thực tình mà nói vô cùng ngắn ngủi 36 ngàn ngày Trên thực tế thời gian Thực sự mà chính chúng ta sử dụng Là vô cùng có hạn Mỗi một ngày ngủ 8 giờ đồng hồ Thì đã mất 1 phần 3 12 000 ngày không còn nữa rồi Trừ đi tiếp tuổi nhỏ tuổi già Các vị tỉ mỉ tính xem Thời gian con người Thực sự sống trên thế gian này Là vô cùng Ngắn ngủi Thọ mạng 100 năm Cùng lắm Cũng chỉ có thể sử dụng 10 năm mà thôi Một phần mười Thời gian ngắn ngủi như vậy Hà tất phải tạo nghiệp chứ Phật trong kinh điển thường dạy chúng ta Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Cơ hội hiếm có Khó gặp mà chúng ta đã gặp rồi gặp rồi thì nhất định phải trân trọng lợi dụng cơ hội này mà tu phước không tạo nghiệp chính là tu phước thọ mạng của cõi người ngắn ngủi Nhìn xem bất kỳ một cõi nào khác Ở trong lục đạo này Đều sống lâu hơn cõi người Cũng có thể Các vị cho rằng Lời nói này chưa đúng lắm Chúng ta nhìn thấy Rất nhiều động vật nhỏ Ở trong cõi súc sanh Sáng sanh chiều chết rồi Không sai Những động vật nhỏ này ngu si chấp trước kiên cố vào thân hình tập tính của chúng cho nên không dễ dàng gì thoát ly thân xúc sanh thích ca mâu ni phật trên kinh điển có kể một câu chuyện cho chúng ta dường kỳ thọ cấp cô độc có một tổ kiến phật nhìn thấy liên mỉm cười đệ tử nhìn thấy phật nhìn tổ kiến rồi cười thì hỏi ngài vì sao mà cười phật nói tổ kiến này bởi vì phật xuất thế rồi chúng vẫn chưa thoát khỏi thân kiến không phải nói thọ mạng của kiến dài mà là nói chết đi rồi Vẫn ở trong tổ kiến đó Đầu thai lại lập kiến Nguyên nhân là gì? Chấp trước tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh Chúng không giác ngộ Cho rằng thân đó là thân của mình Cho rằng hoàn cảnh cuộc sống đó là hoàn cảnh sống của chính mình Đời đời kiếp kiếp đều làm kiến Đời đời kiếp kiếp không rời khỏi được tổ của mình rất đáng sợ cho nên cổ thánh tiên hiền từ bi đến cùng cực đều là lợi ích chúng sanh không vì lợi ích chính mình lợi ích chính mình thì hà tất phải nói nhiều như vậy làm gì viết nhiều chữ như vậy mệt chết được chính mình vì sao không chọn thanh nhàn tự tại chứ tại vì sao phải tận tâm tận lực dạy người khác chỉ chuyên làm lợi ích cho người ân đức này quá lớn đáng tiếc là chúng sanh thế gian này ngu muội rồi không nhận biết được ân đức các vị xem chư phật bồ tát thánh hiền thế gian xuất thế gian các ngài mong cầu chúng ta cái gì chúng ta ngày ngày kỷ niệm tế bái cung kính các ngài đó không phải là điều các ngài cần không phải là gì cái này các ngài cái gì cũng không cần chỉ hy vọng chúng sanh tốt học tốt hướng thiện không đọa lạc trong ác đạo chịu khổ chân thật là những gì nhà phật nói là vô duyên đại từ đồng thể đại bi không có điều kiện gì đối với chúng ta không mong cầu bất cứ thứ gì chúng ta phải nhận thức rõ ràng chúng ta cung kính thánh hiền thực tế mà nói là tôn kính đức tánh của chính mình là tôn trọng hiếu học của chính mình ý nghĩa trong đó rất sâu xa hiện tại người trên thế gian hiểu được càng ngày càng ít vì sao vậy không có ai nói cũng không có ai chịu làm chúng ta May mắn có thể gặp được Phật Pháp Có thể gặp được Đại Thừa Những năm 70 Ông Thang Ân Tỷ Người Anh nói là Ở thế kỷ 21 Có thể cứu con người khổ nạn Chỉ có Phật Pháp Đại Thừa Và học thuyết khổng mạnh người phương tây nghe được câu nói này cũng có tính cảnh giác tương đối cao chúng ta cũng đã nhìn ra được rồi trường học của anh Từ mẫu giáo cho đến đại học Đều có học kinh Phật Đó là họ đã cảnh giác Úc Châu cũng đang làm theo Lần trước chúng tôi tới Úc Lãnh đạo chính phủ Úc còn nhờ giả chúng tôi Hy vọng chúng tôi biên soạn sách giáo khoa cho mẫu giáo và tiểu học thiên chúa giáo thì yêu cầu linh mục của họ đối thoại với phật giáo Đều là bị ảnh hưởng Của ông than Ân Tỷ Chúng ta Là người Trung Quốc Chúng ta kế thừa Phật Pháp Đại Thừa Và văn hóa Nhòa Gia chúng ta tu học so với họ mà nói nhân duyên thu thắng hơn nhiều ngôn ngữ văn tự ý thức hình thái dễ dàng hơn họ họ phải vượt qua khó khăn này mới có thể nhìn thấy được giáo học của đại thừa và nho gia chúng ta ngày nay sống trong đó nên biết được phải nghiêm túc nỗ lực mình nhất định phải biết được chính mình người xưa thường nói phải có tự tri chi minh biết được căng tánh của chính mình cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì biết được năng lực của chính mình biết được hoàn cảnh sống của chính mình ta phải nên làm những gì nên học những gì quyết định mục tiêu và phương hướng đời này chính mình phải nỗ lực như vậy mới có thể có thành tựu nếu như trong một đời này không có mục tiêu không có phương hướng các vị sống đến già vẫn là không có chút thành tựu cái này thật là đáng tiếc biết bao hoàn cảnh sống của chúng ta rất khổ thế gian pháp đều không phải là thành tựu chân thật nhà nho và nhà phật đều dạy chúng ta như vậy thế gian pháp dù có huy hoàng thế nào đi nữa cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn không có ý nghĩa không có giá trị gì người thế gian truy cầu những hư vinh này không biết thực tế chỉ có đại thánh đại hiền các ngài mới rõ ràng mới hiểu được cái mà các ngài truy cầu là chân thật chân thật là đạo đức đạo đức nhân nghĩa mới là chân thật chúng ta phải lấy cái này làm mục tiêu tỉ mỉ mà tư duy căn tánh của chính mình lên bục giảng kinh không phải là ai cũng có thể làm được nhất định phải biết căn tánh của chính mình phải hội đầy đủ giai điều kiện cơ bản điều kiện thứ nhất là phải xả mình vì người phải có tâm từ bi các vị không có cái tâm này học vấn của các vị không thể thâm nhập không thể thấu triệt tự tư tự lợi là chướng ngại lớn nhất nhà Phật thường nói từ bi vi bổn phương tiện vi mô tâm từ bi đó là căn bản căn bản dạy học là đại từ đại bi chúng ta tỉ mỉ quan sát từ thích ca mâu ni Phật cho đến các lịch đại tổ sư đại đức Hoàng pháp Nếu như không có tâm từ bi Hiệu quả hoàn pháp lời sanh Có hạn rồi Tầm ảnh hưởng không lớn Chân thật có thành tựu to lớn Đều là đại từ đại bi Đó là điều kiện cần có đầu tiên điều kiện thứ hai nhất định là sư thừa điều này khó rồi sư thừa là tuyệt đối tôn kính phục tùng đối với lão sư lão sư là người từng trải lão sư đem kinh nghiệm tâm đắc truyền thụ cho chúng ta chúng ta không kính trọng lão sư không tu học theo phương pháp của lão sư vậy làm sao mà thành công đây vậy thì chỉ đành tự mình tìm tòi cái này khó cho nên người khéo học nhất định là trân trọng kinh nghiệm thành tựu của lão sư mình lấy đó làm nền tảng Hoàn toàn Kế thừa điểm tốt của lão sư Lại sửa đổi khuyết điểm của chính mình Học trò liên dựa qua thầy của mình Nhà Phật, nhà Nho Đời đời tương truyền Đều là dùng phương pháp này dạy bảo Thời đại mới tiến bộ Trình độ văn hóa không ngừng nâng cao Cho nên Tôn sư trọng đạo Nếu không có điều kiện này Thì chúng ta Ở trên bục giảng hoàng pháp lợi sanh Sẽ không làm được rồi điều kiện thứ ba là phải hiểu được một môn thâm nhập trương kỳ quân tu một môn thâm nhập phải thâm nhập đến mức độ nào thâm nhập đến kiến tánh dùng cái này làm tiêu chuẩn trong giáo hạ có nói chính là thâm nhập đến viên giải đại khai viên giải hiện tượng này tức là một bộ kinh này thông rồi thông chính là thông liễu tánh kiến tánh hết thầy kinh đều thông rồi mở bất kỳ bộ kinh nào ý nghĩa trong đó các vị đều rõ ràng minh bạch không những phật pháp thông rồi hết thảy pháp thế gian cũng đều thông đây là điều mà nhà phật thường nói một kinh thông hết thảy kinh đều thông chúng ta nếu như không tuân theo nguyên lý nguyên tắc này chính mình muốn sáng tạo ra vậy thì tương đối không dễ dàng nguyên lý nguyên tắc này trong nhà phật đã dùng hai ba ngàn năm rồi trong ba ngàn năm nay bất luận là tài gia hay xuất gia tu học thành tựu đều không đi ngược lại nguyên tắc này đều là đi theo con đường này chúng ta muốn từ bỏ con đường của người xưa chính mình mở một con đường mới thì chuyện này không phải là chuyện dễ dàng rồi cho nên chúng ta nhất định phải biết phải chăm chỉ đoạn ác tu thiện những tập khí ác của chính mình đối với phật pháp thiện pháp thiện hữu Không tin tưởng Không khẳng định Do dự không quyết Đây đều là ác Phải chân thật sửa đổi lại Phải bồi dưỡng điều kiện thành công của chính mình thành công còn phải nhận được sự giúp đỡ của ngoại duyên bên trong có thân nhân duyên bên ngoài có ngoại duyên quan trọng nhất là ngoại duyên ngạn ngữ xưa có câu là thiên thời không bằng địa lợi địa lợi không bằng nhân hòa như vậy chúng ta mới biết nhân hòa quan trọng hơn bất cứ thứ gì giữa người với người nhất định không được kết oán một ý niệm cũng không được có. Chúng ta hành Bồ Tát đạo, chúng ta học Phật. Người khác đối với chúng ta có oán hận, chúng ta đối với họ nhất định không được có ý niệm. Oán hận nào? đến suy nghĩ cũng không được có. Chúng ta học Phật, họ không học Phật mà. Nhà Phật xưng là người tu hành, xưng Bồ Tát là nhân giả. Nhân giả trong nhà Phật là xưng hô tôn quý nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật đều xưng các vị Bồ Tát là nhân giả nhân giả là gì người nhân từ người đầy đủ tâm bồ đề tâm từ bi người như vậy xưng là nhân giả nhà nho nói nhân giả vô địch nhà nho định nghĩa như vậy cho nhân giả địch là gì đối lập với người nếu như các vị đối lập với bất kỳ chúng sanh nào thì các vị bất nhân nhân giả đích thực là có cái tâm chân thành nhân từ đối đại với hết thảy người hết thảy việc hết thảy vật như thế nào lại sanh ra đối lập vậy quan niệm chủ quan quá mạnh không chịu nhường người khác thì đối lập với người đôi bên không nhường nhịn lẫn nhau hai bên chỉ cần có một bên nhường nhịn vấn đề sẽ được giải quyết ngay ai chịu nhường nhịn phật bồ tát chịu nhường nhịn phật bồ tát tùy thuận tánh đức phàm phu tùy thuận phiền não phiền não sẽ không nhường nhịn tánh đức mới nhường nhịn phiền não là ác tánh đức là thiện tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà. Tùy thuận lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền đều là tùy thuận tánh đức. Chúng ta phải hiểu được. Phải chăm chỉ học tập tích lũy công đức phương pháp vô lượng vô biên sự nghiệp giáo hóa chúng sanh cũng làm mọi người đồng tâm hiệp lực không phải là một người đơn độc có thể làm được mọi người hiểu được hoằng pháp rất quan trọng nếu như không có hộ pháp, không có hộ trì điều kiện bên ngoài, người hoàng pháp cũng không có chút tác dụng gì. Các vị nhìn vào cuộc đời chúng tôi sẽ thấy rất rõ ràng. Cuộc đời của tôi gặp được ba người thầy tốt Thầy là người chỉ đường Đường phải tự chính mình đi Đi con đường này cần người giúp đỡ Chính là hộ pháp Nếu như tôi không có được sự hộ trì của hàng quán trưởng Cái này mọi người rất rõ ràng Tôi chỉ có hai con đường đi được Một là kinh sám Phật sự Hai là hoàn tục Không có con đường khác để đi Các chị muốn phát tâm giảng kinh Thì ai mời các vị đi giảng kinh đây Ai sẽ để cho các vị giảng kinh Người hộ trì thật quá quan trọng Tôi ở Đài Loan có được sự hộ trì của hàng quán trưởng 30 năm giảng kinh không gián đoạn Trước đây ở Hồng Kông giảng kinh Mỗi năm đi một lần giảng một tháng Hồng Kông có sự hộ trì của lôi cư sĩ Tôi ở Hồng Kông giảng 7-8 năm Sau khi lôi cư sĩ giảng sanh không có ai mời Thì đành gián đoạn Hồng Kông trả về Trung Quốc Tôi đi tham dự Gặp lại các đồng tu xưa, Pháp sư Ngày nhiều năm rồi không có đến Tôi nói không phải tôi không đến Mà không có ai mời tôi Ở Singapore Các vị nghĩ xem Nếu như không có cư sĩ Lý Mộc Nguyên Tôi không có chỗ đứng Ở nơi Singapore này cho nên hộ Pháp không phải ở chỗ nhiều Mà thật sự có được một đại hộ Pháp đắc lực Hoàng Pháp hộ Pháp phải phối hợp Phật Pháp mới có thể trường tồn trên thế gian này Cho nên chúng ta tự mình nghĩ xem Nếu như chúng ta chân thật Tự mình phát tâm Hoàng Pháp lợi sanh. Nói điều kiện lên bục giảng không đủ chỉ thì làm công việc hộ trì. Chân thật phát tâm hộ trì. Phối hợp chặt chẽ như vậy, Phật Pháp sẽ hưng thịnh. Chúng sanh sẽ có phước báo. Công đức nhất định là tương đương. Nhất định không nên hiểu lầm. Công đức của Pháp Sư trên bục giảng lớn Chúng ta hậu trì công đức thì nhỏ Không có chuyện này Đều lớn như nhau Cũng giống như một chiếc đồng hồ Lên bục giảng kinh Cũng giống như kim đồng hồ vậy Bên trong thiếu một con ốc Thì nó không chạy nữa rồi Cho nên công đức là bình đẳng không có lớn nhỏ chúng ta hiểu được đạo lý này phải hợp tác lẫn nhau phát dương quang đại phật pháp lợi ích chúng sanh được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật chỉ email vọng tay cư sĩ a Còn gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật